Xin chào tất cả mọi người. Mình sẽ hướng dẫn mọi người gán CVAT nhé. Trước tiên là mọi người vào link ở trong CVAT này, sau đó vào Open Task 1 Reinit, đúng không? Sau đó dịch xuống dưới thì ở đây có Job 20, thì bạn ấn vào cái Job 20 là để server nó mở ra nhé. Thì ở trong mỗi một cái ảnh thì sẽ có rất là nhiều đối tượng, và mỗi một cái đối tượng thì chúng ta sẽ phải gán nhãn trong đó là đối tượng gì. Ví dụ như là đó là người này, hoặc là đây các bạn nhìn thấy để cái cột opacity để giá trị max này, thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là đối tượng gì đã được gán rồi này. Ví dụ người này, unknown này, hay là đèn này, hay là ceiling này, hay là wall, tường, đúng không? Đấy, rất là nhiều các cái đối tượng. Thì bây giờ mình sẽ thử một cái ảnh nhá. Mình chỉ cần các bạn gán giúp mình đối tượng là ceiling thôi, tức là cái trần nhà ấy, tức là cái hình mà có màu xanh ấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thì ở đây là chúng ta sẽ cần phải gán trần nhà và nó né tất cả những cái này. Đấy. Thì những cái undo này, hay là đèn này, hay là monitor thì mình đã gán hết rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần gán ceiling thôi, rất là dễ nhá. Các bạn để F11 lên trên cho to màn hình nhá. Ví dụ đây mình sẽ thử 297 này. Các bạn ấn vào hình ngũ giác và để ceiling. Đấy, sau đó ta ấn vào nút shape. Thế thì ở đây là với mỗi một cái hình thì nó như thế này, và chúng ta sẽ phải tô đậm như này và nó không bị chèn lên nhau. Đấy, các bạn ấn nút Ctrl ở trong bàn phím nó sẽ hiện ra các cái nút như thế này nhá, giúp chúng ta làm rất là nhanh đấy. Đây, các bạn ấn vào nút đầu tiên, nút thứ hai này, và nút thứ ba. Sau rồi ấn tiếp tục shape thì là các bạn được một phần của ceiling. Đấy, chúng ta cứ làm như thế đến khi nào mà được hết thì thôi. Đây, mình sẽ ấn vào đây. Đấy, ấn một lần thôi, hoặc là nếu như mà màu tím thì là hai lần nhá. Đấy, như thế này, sau đó như thế này thì nó sẽ được một phần ceiling như thế này, đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Cũng rất là nhanh thôi. Chúng ta sẽ làm sao này, 1 2, các bạn đây, chúng ta sẽ nhóm như thế này. Các bạn nhìn thấy màu tím không? Đây, màu tím bây giờ mình ấn ở đây thì nó sẽ nối liền như vậy. Ceiling thì nó sẽ xuống cả bên dưới này. Thực ra ở đây là sẽ có những cái đèn rất là nhỏ. Thì nếu như mà có những cái đèn rất nhỏ thì các bạn gán đèn giúp mình nhá. Chúng ta tạo thành các cái mảng nhỏ thôi. Đấy, các bạn zoom, dùng cái nút trượt của giữa để zoom lên. Đó, đúng không? Đấy, zoom lên như thế. Đấy, tiếp tục thì mình sẽ còn cái đoạn này nữa. Màu tím thì các bạn phải ấn hai lần nhá. Đó, đây, zoom lên, đúng không? Đấy, ta đã được mảng này, hoặc là mảng này. Các bạn chú ý là chúng ta không được để đè lên trên nhau. Đây, các bạn cần phải zoom to nữa ra để sao cho không bị đè các cái này. Thì các bạn sẽ ấn vào các cái nút này, các bạn chú ý như thế nhá. Đó, thì đây là chúng ta sẽ được một cái bức hình đầu tiên. Sau đó ấn save. Save là dùng để lưu lại. Thì thỉnh thoảng là server nó hay bị lỗi nên các bạn ấn save giúp mình nhá. Thế thì mình sẽ ví dụ thêm một cái hình nữa đi. Ví dụ như hình này nhá. Thì ở đây là đáng ra là có một cái đèn này. Cái đèn này to thì mình sẽ phải tô lại này. Các bạn tô lại giúp mình nhá. Đó, đúng không? Tiếp tục đây cũng như vậy này. Chúng ta sẽ, và chú ý là khi mà gán ceiling là gán trần thì chúng ta phải né hết tất cả các cái phần đấy ra. Trước tiên là mình gán ở đây, gán đây, đúng không? Gán đây, gán đây, được cái phần trên, đúng không? Tiếp theo nhé, các bạn chú ý này, có một cái quy tắc này để nhanh này. Ấn nút 1, ấn nút 2 là ra màu tím. Nếu bây giờ các bạn ấn nút này thì nó sẽ nối liền như thế này luôn. Đó, như vậy nó sẽ rất là nhanh. Đấy, ấn nút 1, ấn nút 2 này, nếu bây giờ bạn ấn vào đây thì nó sẽ nối luôn cả cái nút này. Đấy, rất là nhanh. Tiếp tục như thế này. Đó, mình sẽ tạo thành cái lát nhỏ này. Đó, đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ phải để như này thôi. Đó, và tiếp tục như dưới này, chúng ta phải né ra này. Ví dụ, đó, né ra này. Ví dụ như ở đây tương tự như thế này. Các bạn chú ý là nếu như không có nút thì sẽ phải ấn nút Ctrl ở trong bàn phím nha. Đây, mình sẽ gán 1, gán 2. 1, 2 này, các bạn nhìn thấy có màu tím không? Đấy, màu tím này. Thì chúng ta sẽ ấn nút này là để nó gắn liền. Tí nữa mình sẽ nhắc lại về cái màu tím đấy nhé.
Đây, một màu tím này, các bạn ấn vào đây nó sẽ gắn liền này. Sau đây là có phần ceiling ở phần dưới này, thì các bạn chú ý là chúng ta gắn trần là chỉ gắn trần thôi, và chúng ta phải bỏ hết tất cả các cái nút ấy đi. Đây, nút màu tím này, ấn vào đây nó sẽ liền như thế này, đúng không? Để nó phải chung. Tiếp tục như thế này, 1, 2, đó, ấn vào đây nó sẽ không bị trùng, đúng không? Tiếp tục 1, đấy. Thì như này nhá, có phải là chúng ta sẽ bao tất cả các cái phần ở đằng trong không? Thì nó sẽ không bị trùng không? Các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái line này, không bị trùng hết này, đấy. Nếu, thì chúng ta phải làm cố gắng là các bạn làm giúp mình là không được để trùng nhé. Đấy, đúng không? Đây này, đó, rồi còn nữa một cái phần này nữa đây. Tóm lại là chúng ta cần phải ấn vào các cái nút này để tránh nó sẽ bị vướng, và các bạn chú ý giúp mình là bạn làm cẩn thận giúp mình nhá, nếu như mà chỉ cần bị vướng một cái thôi là mình sẽ phải làm lại thì thực sự là sẽ rất là lâu. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái nút tím này. Nút tím là như sau nhá, ví dụ bây giờ mình gán một ceiling thì nó có một cái vật thể như thế này, đúng không? Và bây giờ mình muốn là cái vật thể của mình ấy là nó đây, nó sẽ đi liền như thế này nhá. Ví dụ bây giờ mình muốn nối bốn cái nút này liền với nhau, nhưng mà mình thấy rằng là ấn vào nút thế thì rất lâu, thì mình sẽ ấn nút tím này. 1 này, 2 là hiện ra nút tím này. Nếu như các bạn ấn vào nút cuối cùng là nó sẽ nối liền như nhau. Đó, đấy là cái quy tắc này. Hoặc lại nhá, hoặc ví dụ ở đây có một cái vật thể khác đi, ví dụ như là desk. Thì bây giờ ấn vào đây, đúng không? Nút 1, nút 2 ra nút tím này. Ấn vào nút dưới nha. Đã, nó sẽ nối liền. Sau đó thì chúng ta chỉ việc dùng chuột thôi. Thì các bạn chú ý là gắn ceiling giúp mình là không được gắn trùng. Đấy, nếu như chúng ta phải né ra các cái đèn này, các cái đèn, các cái style, các cái anno này, và chia nó thành nhiều cái phần vần nhỏ này. Đấy, mình thử tiếp một cái hình nữa nhá. Đây, ví dụ như là hình này. Nếu như mà có gắn con ấy, có cái nhãn con thì các bạn có thể gán giúp mình luôn nhá. Đây, ví dụ như cái này bây giờ mình sẽ gán như thế này cho nhé. Đây, đây, đúng không? Đấy, các bạn cứ chia thành từng một phần nhỏ đi. Đó, đó, đấy, cứ chia theo cái phần dọc như thế này. Đấy, thì ở đây là có một cái line này, vẫn chưa gán này. Thì có các bạn gán giúp mình nha. Ta có thể kéo dịch cái này xuống, đúng không? Bây giờ ta sẽ dùng nút tím này. 1 này, 2 này, nút tím, đúng không? 1, 2, nút tím này. Đấy. Chúng ta chia thành các cái vùng dọc hoặc là các cái vùng ngang, đúng không? Đấy. Và chú ý đây, chúng ta sẽ phải né các cái phần này ra này. Đó. Thì nó sẽ đến đây, đúng không? Ừ. Các bạn dùng chuột giữa để zoom lên. Ở đây có người này, thì chúng ta không được lấy người mà phải né người ra này. Đó, đúng không? Đây, đây. Đấy, như vậy là có phải được vùng này không? Chính xác không? Đấy, kín luôn, đúng không? Ví dụ như là vùng này cũng có một cái vùng ceiling này. Nút tím này. Đó. Sau đó phần dưới này, các bạn chú ý là chúng ta chỉ chọn vùng ceiling thôi, tức là cái vùng mà trần nhà thôi. Nếu như mà không vướng cái gì nhá, thực ra là cái này là cần phải gắn thêm đèn đấy. Thì mình sẽ xóa đi, dùng nút delete ở trong bàn phím nhá. Đấy, thì nếu như mà có thêm vật thể thì các bạn gắn thêm giúp mình nhá. Đó, ceiling này. Đây, thực ra là ở đây là có cả anno, đúng không? Ở đây có một cái vật thể nữa là anno này, mà bạn kia bạn đấy quên gán đấy. Thì các bạn chú ý là chia cho mình thành nhiều cái phần nhỏ, để mà nếu như mà ví dụ mình có xóa đi thì nó sẽ không bị phí. Đấy. Nếu như mà các bạn không biết là gì thì cứ để là anno giúp mình. Đó, nút tím ấy. 1, 2, hiện ra nút tím này. Đấy, nó sẽ liền nhau như thế này. Và sau đó thì hết được một cái ceiling. Thật ra đây còn phần dưới nhưng mà mình không gắn nốt nhá. Thì mình thử ví dụ thế thôi. Thì là xếp lại là xong. Thì mình chỉ cần mọi người là gắn giúp mình phần ceiling thôi nhá, tức là cái phần sàn nhà thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.